Tuấn Triều, Ngọc Tuệ thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện lời sống hàng ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm một bài học nhỏ với tựa đề Quyết định thiếu thận trọng, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Dân Số Ký, chương 20, từ câu 1 đến câu 12, bản truyền thống Hiệu Đính. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Vào tháng Giêng, cả hội chúng Israel đến hoang mạc, xin và dừng lại tại Kade. Miriam qua đời và được chôn tại đó. Bấy giờ, không có nước cho hội chúng uống nên họ tụ họp lại để chống đối Môi-se và A-rôn. Dân chúng gây chuyện với Môi-se và nói: anh em chúng tôi đã chết trước mặt Đức Giê-hô-va, phải chi chúng tôi cũng chết với họ cho rồi. Sao ông đem hội chúng của Đức Giê-hô-va vào hoang mạc này để chúng tôi và súc vật của chúng tôi phải chết ở đây? Sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập rồi dẫn chúng tôi đến chỗ khủng khiếp này, là nơi người ta không thể gieo mạ, cũng chẳng trồng được cây vả, cây nho, cây lựu và lại không có nước uống nữa? Môi-se và A-rôn rời khỏi hội chúng, đến trước cửa lầu hội kiến và sắp mặt xuống đất. Vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra với hai ông. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: hãy cầm gậy, rồi con và anh con là A-rôn triệu tập hội chúng lại. Hãy truyền cho tảng đá trước mắt hội chúng, thì nó sẽ phun nước ra. Con sẽ khiến nước từ tảng đá phun ra cho hội chúng và súc vật của họ uống. Như vậy, Môi-se cầm gậy trước mặt Đức Giê-hô-va như Ngài đã phán dặn. Môi-se và A-rôn triệu tập hội chúng đến trước tảng đá và nói: hãy dân nổi loạn, hãy nghe, chúng tôi có thể khiến nước từ tảng đá này phun ra cho các người được không? Tay Môi-se cầm gậy giơ lên đập tảng đá hai lần, nước liền phun trào ra, hội chúng và súc vật của họ cùng uống. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Môi-se và A-rôn: vì các con không tin ta để tôn thánh ta trước mặt dân Israel, nên các con sẽ không được dẫn hội chúng này vào đất mà ta đã ban cho họ. Nước uống đó được gọi là nước uống Meriba, là nơi dân Israel đã gây chuyện với Đức Giê-hô-va và Ngài được tôn thánh trước mặt họ. Câu gốc hôm nay được chép trong Dân Số Ký chương 20 câu 12. Vì các con không tin ta, nên các con sẽ không được dẫn hội chúng này vào đất mà ta đã ban cho họ. Khi còn là một thiếu niên, tôi đã lái xe quá nhanh khi cố gắng chạy theo một người bạn về nhà cậu ấy sau buổi tập bóng rổ ở trường. Trời mưa to nên tôi gặp khó khăn để theo kịp xe của cậu ấy. Thình lình, khi cần gạt nước quét sạch kính chắn gió, tôi chợt nhận ra rằng chiếc sedan của bạn tôi dừng ngay trước mặt. Tôi phanh gấp, trượt khỏi đường và tông vào một cái cây lớn. Chiếc xe bị hư hỏng nặng. Sau đó, tôi tỉnh dậy trong khu vực hôn mê của một bệnh viện địa phương. Mặc dù tôi đã sống sót nhờ ơn Chúa, nhưng sự thiếu thận trọng của tôi đã gây tốn kém rất nhiều. Môi-se đã đưa ra một quyết định thiếu thận trọng khiến ông phải trả giá đắt. Tuy nhiên, khác với trường hợp của tôi, sự lựa chọn sai lầm của ông lại liên quan đến việc thiếu nước. Dân Israel không có nước trong hoang mạc Sin và hội chúng tụ họp lại để chống đối Môi-se. Chúa bảo người lãnh đạo mệt mỏi hãy truyền cho tảng đá và nó sẽ phun nước ra. Nhưng ông đã đập tảng đá hai lần. Chúa phán: vì các con không tin ta, nên các con sẽ không được dẫn hội chúng này vào đất mà ta đã ban cho họ. Khi đưa ra những quyết định thiếu thận trọng, chúng ta phải gánh chịu hậu quả. Lòng thiếu tri thức chẳng phải là một điều hay. Kẻ nào vội vàng bước đi sẽ bị vấp ngã. Hôm nay, nguyện chúng ta cẩn thận tìm kiếm sự khôn ngoan và sự hướng dẫn của Chúa trong những lựa chọn và quyết định của mình. Bạn đã đưa ra những quyết định đáng tiếc nào về sự bồng bột của mình? Tại sao chúng ta cần sống chậm lại và tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa trước khi hành động? Giờ này, chúng ta cùng hiệp ý để thưa với Chúa lời cầu nguyện sau. Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp con làm theo sự hướng dẫn khôn ngoan của Ngài khi Thánh Linh Ngài dẫn dắt con. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tỉnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.